Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm, Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simon. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất. Tức khắc, bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn đều đưa tới người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lên rằng: "Ông là Con Thiên Chúa." Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết người là Đấng Kitô. Sáng ngày, người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm người đến tận nơi ngài đã đến và muốn giữ người lại, kẻo người bỏ họ mà đi. Nhưng người nói với họ: "Tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó." Và người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê. Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy sau khi Chúa Giêsu chữa cho bà mẹ vợ ông Simon khỏi cơn sốt, và tất cả những người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, thì dân chúng lại muốn níu kéo ngài ở lại với họ. Trong tình cảnh này, Chúa Giêsu đã nói: "Tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó." Điều này có nghĩa là Chúa Giêsu muốn rao giảng tin mừng cho toàn thế giới. Ngài không chỉ dừng lại ở việc rao giảng cho các con chiên trong ràn, nhưng Ngài còn muốn cho các con chiên ngoài ràn cũng được nhận biết Chúa và hưởng ơn cứu độ. Hiểu như thế, chúng ta được mời gọi rao giảng tin mừng cho các anh chị em chưa nhận biết Chúa xung quanh chúng ta. Chúng ta không chỉ nói về Chúa cho họ, nhưng hơn hết, chúng ta cần nỗ lực sống vui tươi và đối xử tốt lành với họ. Chính qua những nghĩa cử yêu thương của chúng ta dành cho họ sẽ dần lôi cuốn họ đến với Thiên Chúa. Ngoài ra, trong đời sống nội bộ của toàn thể hội thánh, nơi các linh mục, tu sĩ, các đoàn thể trong giáo xứ, gia đình, cũng là một chứng tá thiết thực nhất về sự hiện diện của Thiên Chúa cho thế giới hôm nay. Bởi lẽ, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói: "Con người thời nay nghe chứng nhân hơn các thầy dạy." Nếu như họ có nghe các thầy dạy, thì bởi vì họ đã là những chứng nhân. Xin cho mỗi chúng ta luôn mang trong mình thao thức đem tin mừng của Chúa đến những vùng ngoại vi. Đó cũng là ước ao của chị Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Dù chị Thánh chỉ sống trong bốn bức tường đóng kín của nhà dòng, nhưng chị đã được giáo hội tuyên phong làm bổn mạng thứ nhì của giáo hội về vấn đề truyền giáo. Vì thế, theo gương chị Teresa, chúng ta cần hy sinh và cầu nguyện cho công cuộc rao giảng tin mừng mỗi ngày.